Hé đồ bà con cô bác, lâu quá mới trở lại. Đầu tiên thì lâu rồi chưa vào Blue Sở Tết. Dạo này đang vướng cái kỳ thi. Thì bây giờ bắt đầu cập nhật nó nè anh em, đang cập nhật Free Fire. Thì những anh em đã theo dõi kênh thì cũng đã biết. Ui rồi ơi, không có card đồ họa này. Thì mình đã mới gì hư cái card đồ họa nên bây giờ là sử dụng máy nó khá là máy nó khá là yếu. Yếu thì kiểu là không có cái gì để nó chạy á, nhưng nó khá yếu. Bây giờ mình sẽ vào phần manner, mình sẽ cho mọi người xem cái kẹt. Đang cập nhật đây mà mình đi chạy cái ngoài nó bị lắc á, không có cái cạc nó lắc vào cái gì ta, cái CPU nó chạy nó sẽ bị nhanh hư á. Đấy, mình thấy mọi người mình bấm vào mà chưa xuất hiện nữa. Lâu lắm rồi, nó gọi là nó bị lắc kinh khủng rồi. RAM thì sử dụng khá là nhiều đấy, bây giờ nó mới chạy chạy cái gì à? Đấy. Đấy bây giờ nó mới xuất hiện này. Nó bị lắc đấy mọi người. Thôi chứ có cái card nó còn nhanh nhanh chí. Bây giờ nó đảm nhiệm nó chậm. Mình kéo nó sang bên phải còn không được. Lắp bắp. Nó bị lỗi luôn rồi nè. Sử dụng nhiều RAM quá nó lỗi rồi. Trời ơi. Cái này mình phải tắt cái này đi rồi mình bật cái đó trước rồi mình mới bắt đầu vào Bluetooth sẽ tắt ha. Nè, bây giờ chúng ta sẽ xem cái ở phần con card này. Ở đâu rồi cái này màn hình mà. Con card là đây. Bây giờ chỉ còn cái CPU Intel thôi nào. Lúc trước là có con AMD nữa nhưng bây giờ bị mất đi rồi. Mọi người theo dõi kênh thì biết mất tiêu luôn. Bây giờ sẽ đợi cài đặt Free Fire mình chơi cho mọi người biết khi cái con Intel của mình là i7 đó nên nó cũng khá là mạnh đấy, nếu mà bây giờ có một cái card mà đồ họa mạnh đó, thì nó ngon đấy. Bây giờ đang đợi nó khá là lắc luôn, RAM chạy như một cái pha mấy phát xích nhập, chạy tới tận gần 80% RAM. Đó là chưa chơi Free Fire mới bật Blue Sun Touch 80% RAM rồi, RAM 8 GB mà sử dụng hết 80% RAM. Này hình đại diện đẹp phết ta, ngon cái 20 FPS luôn, chạy lắc luôn rồi. Okay. Sau khi không có một cái card màn hình đó thì chúng ta chơi game nó sẽ như nào? Có phải nó giống tất cả những người mà ở đây không có cái card đồ họa không? Một số bạn có card đồ họa mà chơi mà card đồ họa còn mạnh luôn, nhiều khi là hệ điều hành gọi là bộ PC mạnh á mà chơi nó vẫn bị lắc đó, là do mọi người bị những cái gì đó ảnh hưởng tới. Đấy, ảnh hưởng tới cái gì nhỉ? Ảnh hưởng tới cái hiệu năng chơi game, đó là có những cái công tắc hay là những cái gì đó mà hệ thống nó tự bật, hiểu không? Làm cho nó bị bóp hiệu năng nên không được tối ưu, chứ thật ra mấy cái bạn mạnh thì chắc chắn là chơi game sẽ phải mạnh rồi. Không thể nào mà yếu được. Đấy, mọi người thấy không có cả mình đồ họa thì mọi người nhìn vào cái bé vậy. Ui rồi thảo rồi đó, FPS 20 rồi, bắn bắn full đầu các bạn. Nói chung là nó gọi là ăn hên, nói chung FPS thấp như vậy đó, tất cả là do không có card đồ họa đấy các bạn ạ. Chỉ với một con CPU chơi, và thường thì mấy cái laptop á thì thường làm gì có cái card đồ họa nào, thường nó chỉ có một cái CPU thôi thì nó chơi nó sẽ bị lắc là đúng rồi. Bây giờ muốn chơi mà mượt đó là phải có. Ui rồi lắc quá, xử lý như cái khế vậy. Sao không bấm 10 người gọi. Lâu rồi chưa chơi game nữa. Thứ nhất là cũng phải đâu đó 2 tháng, 2-3 tuần, cả tháng là chưa chơi. Từ cái lúc mình đăng mấy cái clip, mà mấy cái clip đó là lúc đó mình đã không chơi rồi. Mấy clip còn trường tồn lại, đăng trên kênh thôi. Hôm nay có mới có cơ hội nói vô mà chơi Free Fire mà không cần đến cạp đồ họa này. Đây là lần đầu tiên nó không cần đến cạp đồ họa thật luôn. Này hả con, tuy FPS thấp nhưng mà bắn vẫn ăn hên lắm các bạn ạ. À. Vậy nên tôi nói là trong cái khó nó ló cái khôn nè. Nhiều bạn chơi rất là hay khi mà nó bị lắc như vậy. Nhưng mà tôi là tôi không thích trải nghiệm như vậy. Ai mà lại thích trải nghiệm như vậy? Là gì có ai thích trải nghiệm như vậy? Trời ơi, nó lắc quá.
không thấy cái quần què gì hết, nó kiểu nó bị delay á, bắn lên nó cứ thế sao bị delay bắn, nó cứ thế sao thằng kia nó chắc chắn nó ăn mình rồi. Ui rồi ôi, xử lý cồng kềnh đến từng chi tiết bắn như vậy đấy, phải nói là muốn chơi hay được cái này với mấy FPS thấp như vậy mà phải tu luyện ghê gớm á mọi người, không được nổi 30 luôn các bạn. Không bằng chiếc smartphone mua 500 đồng nữa. Ui rồi ơi, lắc quá không biết đường nào mà quay luôn, hai thằng ngang tài ngang sức ấy. Bình thường tôi vừa là tôi bắn một phát là chết rồi, cần gì bắn mệt như vậy đâu mà. Trời ơi bắn như vậy thì sao mà chơi đây. Trời bắn kìa, lắc quá cái tầm nó kéo không vô được người luôn. Ôi trời ơi, chặn đầu bắn mà không chết. Tôi nói thất vọng chằn chè, FPS như vậy bắn lại ai. Trời ơi, chơi game phải gọi là không thể nào bắt tâm. Máu chạy ghê quá, phải tắt đi để đợi lắc thôi. Nó chạy ghê quá. Nói chung là clip đến đây kết thúc rồi. Tại vì chủ yếu là cho anh em xem được cái tình hình của tôi dạo hiện nay thôi. Và lý do tại sao không giao video. Giao video mà bắn như thế này, bắn sao giao video. Và trong cái tình huống như vậy thì tôi khuyên anh em một lời, chắc chắn sẽ có cách khắc phục giảm đờ phít lát từ ví dụ như của clip FPS 30 thì lên được tầm 40, do tôi quay clip chứ không chắc nó cũng phải 40 FPS á. Mọi người sử dụng đủ cách phít lát nhé.